mọi người. Hôm nay mẹ gà xin review cho mọi người một quyển sách. Đây, sách này mình mới mua cho bé gà. Những người bạn. Sách viết và xóa được. Sắc màu thông minh. Học tập thông qua mỹ thuật. Bạn gà rất là thích rồi. Không biết là các bạn nhỏ khác có thích không? Hôm nay mình sẽ review sơ qua một số trang cho các mẹ xem là có phù hợp cho bé nhà mình không nha. Mình thấy là sách này nó phù hợp cho bé từ 3 cho đến 5 tuổi. Từ 3 tuổi thì bé sẽ làm quen với những cái khái niệm ban đầu, những kỹ năng là dán, viết, vẽ. Còn từ 4 tuổi là có thể phát triển những kỹ năng sâu hơn, đó là vận động tinh. Từ 5 tuổi là bé có thể tự hoạt động, tự làm việc mà không cần ba mẹ giúp đỡ. Sau đây mình sẽ review cho mọi người xem nha. Đây, sách đây cả nhà ơi. Hình ảnh rất là dễ thương. Đây, ví dụ như trang này. Chào mừng đến với thế giới của Ati, những người bạn. Bạn hãy dùng những miếng dán và bút để hoàn thành bức tranh trong cuốn sách sau. Đấy, các bé thấy không? Đây nè, đây là bạn chuột Ati nè. Vậy thì gì? Bé hãy tìm một miếng dán màu đỏ để làm mũi cho cậu ấy nhé. Hãy vẽ thêm cho cậu ấy 4 sợi ria nữa. Đây, vậy là các bé sẽ dùng bút vẽ 4 sợi ria này. Và chúng ta nên dùng bút, loại bút viết nơi bảng trắng đó các bạn. Khi đó mình có thể dùng khăn hay là dùng giấy mình lau đi. Bé có thể chơi được ở những lần sau. Còn miếng dán á, miếng dán ở đằng sau sách, người ta có chuẩn bị cho mình luôn. Đây, rất là nhiều miếng dán. Bé sẽ lựa chọn miếng dán phù hợp. Ví dụ như hồi nãy bé gà định gỡ cái miếng này ra để dán mũi cho bạn chuột này. Đấy, có sẵn hết luôn, cho nên là các bé chỉ việc lật ra đằng sau tìm miếng dán phù hợp là được. Rồi, mọi người xem tiếp nha. To và nhỏ. To đâu con? Bạn nào to đâu? Ờ, và bạn nào nhỏ? Đúng rồi, vậy với những cái tranh này thì mình sẽ là sao? Tìm những hình phù hợp để ghép thành những chú voi to lớn này. Sau đó, vẽ thêm tai cho chú ấy nữa nhé. Đây nè, đây là bạn voi nhỏ. Bạn voi nhỏ thì có gì? Có cái tai này. Vậy thì mình sẽ tìm cái tai cho bạn ấy. Rồi sao nữa? Ở đây bạn voi lớn thiếu cái gì nữa? Thiếu cái vòi. Thì hoặc là mình vẽ, còn không thì mình sẽ tìm những miếng dán phù hợp mình dán vào. Đúng không nào? Nào, bên đây là các bạn hình bạn chuột. Đúng không? Các bạn chuột, cái mình với cái đầu là hình gì đây con? À, màu xám, nhưng mà đây là hình gì? Hình tam giác, đây là hình tam giác luôn. Đúng rồi, còn cái tai và cái mắt thì hình tròn. Ừ, hình tròn. Bây giờ mình sẽ làm sao? Mình vẽ các cái chấm để làm mắt này. Rồi vẽ cho một chú chuột là một cái đuôi xoắn tít giống như vậy nữa. Đấy. Rồi tìm những cái hình tam giác hoặc là những cái hình tròn để làm gì đây? Cái này là cái gì? Làm mắt là mình dùng viết rồi, còn cái hình tròn này là cái gì? Đúng rồi, làm tai. Còn hình tam giác lớn này thì là hình làm gì? Đúng rồi, đấy. Mình sẽ có bạn này là bạn chuột nguyên vẹn này, hoàn hảo này. Bây giờ mình sẽ làm là 1 bạn, 2 bạn, 3 bạn, 4 bạn, 5 bạn. Đúng chưa? Rồi, xem tiếp tục nè. Wow. Bạn gì đây con? Đấy, bạn hô câu cổ. Bạn này là bạn hô câu cổ nhỏ. Là đầy đủ nè, mình sẽ nhìn vào hình của bạn hô câu cổ nhỏ để mình vẽ, mình trang trí cho bạn hô câu cổ lớn. Ôi, còn cái này dễ thương chưa? Bạn hô câu cổ nói là tớ đói quá, bạn hãy vẽ thêm vài chiếc lá nữa đi. Ở đây có mấy chiếc lá rồi con? Dạ, có 2 chiếc lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
lá thiếu. Ừ, vậy thì hoặc là mình vẽ, hay là mình tìm ở đằng sau xem là có lá mình dán vào đó hay không. Rồi con nhìn xem coi Ati bị thiếu gì vậy. Ati bị thiếu hai cái tay màu đen thui. Vậy là một là mình sao? Vẽ. Hai là mình tìm miếng giấy dán rồi. Chính xác rồi. Màu sắc quá đẹp luôn. Đây là báo đốm này. Đây là bạn gì đây? À, bạn cánh cam này. Wow, dễ thương quá. Tiếp tục đây là gì? Đây là gì đây, con biết không? Ở phía sau còn rất là nhiều hình ảnh sinh động và đẹp mắt nữa. Nhưng bạn gà đã không chờ đợi được nữa rồi. Bạn ấy đang bắt đầu dán và vẽ. Hy vọng các bạn nhỏ thích và các ba mẹ thích video này. Muốn nhận sớm nhận được những video hữu ích khác thì hãy like và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xong chưa con? Xong cái vòi của bạn voi chưa? Dạ, con thích con rồi. Mình làm cái gì cũng vậy, mình làm từ từ cẩn thận thôi. Khi nào mình làm rành rồi á thì lúc đấy mình hãy làm vội nha. Còn cứ từ từ cho nó thẳng, cho nó đẹp. Rồi, con nhìn xem đã giống bạn voi nhỏ chưa? Dạ rồi. Nhưng mà còn thiếu hai cái tay. Hai hay là một? Dạ, bên một. Nhưng mà còn thiếu một cái tay nữa. Con xem bên kia có tay không? Nếu mà không có thì mình vẽ. Không có cái tay nào hết mẹ ơi. Lật sang tiếp xem có không. Không có đúng không? Rồi ok. Nếu mà không có thì mình sẽ vẽ. Mình lấy viết mình vẽ theo cái đường mẫu. Nào quay lại bạn voi đi. Con quay lại bạn voi. Rồi, xong. Hoàn thành. Rất là dễ thương luôn.